Xin chào các bạn, tiếp tục với video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn cách tự thiết kế hình nền máy tính với Canva như thế này. Ngoài việc hướng dẫn từng bước thực hiện cùng với các từ khóa tìm kiếm thì mình cũng đã share cho các bạn tham khảo và sử dụng mẫu template màu xanh dương. Hôm nay thì mình có tạo thêm 3 phiên bản nữa màu xanh lá, màu hồng và màu nâu để chúng ta có thêm nhiều lựa chọn. Như các bạn thấy, với mỗi tông màu sắc hình nền thì mình cũng đã đổi lại luôn các biểu tượng thư mục cho đồng bộ. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tìm các icon thư mục rồi, thế nhưng không phải lúc nào bạn cũng sẽ tìm được các icon đúng như ý bạn muốn về cả màu sắc hay là biểu tượng. Một số trang web thì có cung cấp các bộ icon thư mục được thiết kế đồng bộ theo chủ đề hay theo màu, nhưng đa số thì sẽ phải trả tiền mua mới tải được vậy nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự thiết kế các icon cho tập tin và thư mục luôn cũng bằng canva có nhiều kiểu icon mà các bạn có thể thiết kế từ kiểu truyền thống cho đến các dạng không có khung hay thậm chí dùng chính hình ảnh của bạn hay hình của các thần tượng hay nhân vật bạn yêu thích nhưng nhìn chung thì icon đều sẽ có kích thước tiêu chuẩn là hình vuông Vậy nên khi tạo thiết kế mới, bạn hãy chọn kích cỡ hình vuông hoặc chọn luôn kích cỡ tiêu chuẩn của bài đăng Instagram cũng được. Ở mục elements, mình gõ từ khóa là folder. Có khá nhiều biểu tượng thư mục ở đây. Một vài các bạn chọn sẽ cho phép thay đổi lại màu sắc theo tông màu hình nền máy tính bạn đang dùng. Một vài hình thì lại không có lựa chọn để đổi lại màu, thì bạn có thể thử khắc phục bằng cách dùng công cụ chỉnh sửa hình ảnh chọn Photogenic hay là Color Mix để đổ các filter màu lên hình. Rồi giờ tùy theo thư mục là gì thì mình sẽ tìm biểu tượng đại diện tương ứng. Ở mục Elements, gõ từ khóa vào. Ví dụ biểu tượng Download, biểu tượng hình ảnh cho thư mục hình ảnh. Ngoài việc dùng các biểu tượng bằng hình, bạn có thể chèn hợp chữ để ghi tên của thư mục luôn, ví dụ như thế này, hay các thư mục ghi tên theo chủ đề hay thời gian. Ngoài các dạng icon có khung theo kiểu truyền thống, bạn có thể tạo kiểu icon thư mục không có khung. Chỉ cần trang biểu tượng và đổi lại màu sắc cho nó cùng tông màu. Cứ thế mỗi trang là một biểu tượng. Nếu bạn muốn dùng hình bạn chụp hay hình của thân tượng người nổi tiếng để làm icon luôn như thế này, thì chỉ cần chèn hình vào, thêm tùy ý nền hay là phần trang trí, Tuy nhiên các bạn không nên trang trí quá cầu kỳ, sẽ rất khó nhìn vì icon tập tin và thư mục thì có kích thước hiển thị rất nhỏ. Sau khi thiết kế xong tất cả các icon bạn cần rồi thì chúng ta sẽ tải xuống. Quan trọng cần lưu ý bạn cần phải chọn lựa chọn là tạo nền trong suốt để khỏi phải tự xử lý xóa nền về sau. Sau đó bấm tải xuống. Các hình icon của chúng ta và thiết kế đang có định dạng là PNG. Để đổi được các icon thư mục thì nó cần được đổi thành định dạng file ICO. Có rất nhiều công cụ chuyển đổi online từ file PNG thành file ICO. Mình gợi ý một vài công cụ mình đã thử qua cho các bạn tham khảo. Cách làm của các công cụ này thì cũng tương tự nhau thôi. Mình sẽ minh họa với trang png 2 ico.io vì nó cho phép chuyển đổi hàng loạt nhiều file và không tốn phí để tải file xuống. Để icon đẹp và rõ nét thì bạn bấm ở đây chọn kích cỡ là 64 x 64 hoặc là 128 x 128. Chọn tất cả các file hình có trong máy tính cần chuyển đổi. Ngay lập tức các kết quả chuyển đổi sẽ hiện dần ở bên phải. Bạn chỉ cần chọn và tải xuống. Lúc này hình của bạn đã là định dạng ICO. Với các thư mục tự tạo, bạn click chuột phải chọn Properties, chọn thẻ Customize Chọn Change Icon, dẫn đến thư mục nguồn chứa file hình đã lưu. Chọn hình OK, rồi Apply, rồi OK. Thế là icon thư mục đã được đổi. Tương tự bạn thực hiện cho tất cả các thư mục còn lại. Với một số tập tin thì giao diện đổi icon hơi khác một chút. Ví dụ với biểu tượng của ứng dụng PowerPoint, click chuột phải chọn Properties, chọn thẻ Shortcut, rồi chọn Change Icons, dẫn đến thư mục nguồn lưu hình click chọn ok rồi apply rồi ok nếu bạn muốn đổi thêm cho các ứng dụng khác thì cứ dùng một hình bất kỳ chuyển đổi định dạng thành ico như mình vừa hướng dẫn một số bạn có hỏi mình là không đổi được icon khi bấm chuột phải chọn property thì không thấy thẻ shortcut hay thẻ customize cũng không có nút change icon đó là vì tập tin mà bạn chọn đang là tập tin gốc trên hệ thống nên không được đổi trong trường hợp đó bạn hãy chọn central và tạo một shortcut trên desktop thì bạn mới có thể đổi icon cho nó được nếu sau khi đổi rồi mà muốn reset lại icon về mặc định thì sao rất đơn giản thôi, ở bước change icon, bạn có thể chọn lại các biểu tượng mặc định của hệ thống hoặc bấm nút khôi phục lại cài đặt gốc. Tiện đây mình cũng giải thích một số vấn đề trong video trước các bạn hay gặp khi dùng hình nền. Thứ nhất là với các template mình chia sẻ có một số elements là của bản Pro hay Edu nên tài khoản miễn phí không tải được. Khi đó thì bạn có thể thay các chi tiết nào có phí bằng các chi tiết khác, dùng những từ khóa trong video hướng dẫn trước mình đã gợi ý để tìm. Vấn đề thứ hai là về đồng hồ trong Grand Để đưa được đồng hồ này vào khung thì bạn nhớ nhấn giữ con chỏ chuột để kéo thì mới di chuyển nó được. Đồng hồ thì có thể thay đổi được kích cỡ. Ở Grand bạn chọn đồng hồ, chọn Edit, chỉnh sửa. Để đổi kích cỡ của đồng hồ thì bạn sẽ đổi thông số phong size của phần giờ và phong size của phần ngày nhưng thật sự theo mình thì cách này nó hơi rối rắm và phức tạp. Dễ dàng nhất là bạn hãy vào Canva và thay đổi kích cỡ phần khung chứa đồng hồ lại sao cho vừa vặn. Hoặc không cài được hay là không muốn cài đồng hồ thì hãy dùng khung này để ghi chú hay trang thêm hình trang trí. Vấn đề thứ ba các bạn băn khoăn đó là việc đổi lịch tháng. Thì với mỗi template mình đều đã tạo sẵn 12 hình nền cho 12 tháng trong năm. Bạn có thể chọn theo tháng để tải xuống hoặc là tải xuống hết để thay đổi. Nếu các bạn thích những mẫu template theo các bộ màu mới này thì hãy cho mình biết để mình mở chế độ share cho các bạn xem hay sử dụng nhé. Hoặc nếu bạn muốn có thêm nhiều bố cục hình nền máy tính mới hay là các ý tưởng thiết kế với Canva thì có thể gợi ý cho mình luôn. Chúc các bạn vui, xin chào và hẹn gặp lại.